tiên để đi dự cái khóa tu như thế này. Thành ra rất là thâm phục, đặc biệt ngày hôm qua là lúc mà nghe mọi người tụng kinh, có cảm tưởng như mình đang ở trên thiên đàng. Hay quá là hay đi. Cái tối hôm qua độ chỉ biến bao nhiêu, hơn 100 biến của chú Đại Bi. Lâu lắm đó, thì như là cả tiếng. Cả tiếng đồng hồ, hay quá. Nghe mà cứ tiếc mãi là không có thể nào vào cái máy thì mà thâu được, mình được nghe, mình được sống lại cái thời gian đang sinh hoạt với tất cả các anh chị em như thế này. Rất là thân phục tất cả các bác, các anh chị ở đây từ cái cách theo kỷ luật, từ những người phục vụ rất là đâu vào đó và yên lặng, rất là ngồi observe tất cả mọi thứ. Sao thân phục quá đi mà thật là một cái vinh dự được dự cái lớp như thế này. Chỉ có một cái hơi là ngồi thiền vẫn bị đau chân, những lúc mà đau chân nó đâm ra nó mình cảm thấy mình bị feel muốn nói luôn, nhức cả cái đầu tại vì mình không focus được nữa. Thành ra là nó nhức đầu rồi nó khó chịu, nó không làm sao mà rét miệng, nói miệng dần sạch là đi ra được mà làm cho mình đỡ đau chân mà cũng không hết nữa. Ráng hết sức mà vẫn không được. Thành ra mà chắc có lẽ là phải thực tập nhiều hơn nữa.